Hôm nay mình xin hướng dẫn cắt áo cổ tiêm, phối, dúng và tay dúng đầu dây. Rồi, hôm nay mình hướng dẫn cắt một cái áo kiểu nữ cổ tiêm. Đầu tiên mình cắt một đường sát trên đầu dải nha. Dải mình xếp đôi nha. 4 phân. Hạ dây 4 phân. Ngang cổ là 6. Ngang vai là 18. Rồi nối một đường. Chiều dài áo là 60. Rồi mình đo là cái dây chính của mình á, cái vai 34, chia đôi là 17. Với ngực cỡ 84 á, thì mình hạ nách cỡ 16 phân. Nếu mà ngực lớn hơn, kích lớn hơn thì mình sẽ hạ thêm 1 phân hay và 2 phân. Rồi ngang ngực là 84, 1 phần 4 ngực là 21. Vì dải này là dải thun co giãn cho nên mình không có cộng thêm nha. Rồi giảm nách 2 phân. Sẽ đánh công giảm nách. Hạ eo là 12 phân. Trên đây là 21 thì hạ eo vào eo là 20. Eo bằng số đo ngực trừ 1. Rồi, mình lấy đường ben ngang eo 20 chia đôi là 10. Rồi mình qua bên phải 1 phân nữa nha. Rồi mình kẻ một đường ben. Thì lên đây là 8 phân. Rồi mình lấy đường ben là 1,5 phân chia đôi hai bên là 0,75 cm. Nối ben lại. Rồi ngang mông bằng 1/4 mông. Mông 9, 2, 4, 6 là 23. Rồi mình khỏi cộng luôn ha. Sẽ nối các đường này lại. Rồi vẽ đường xong ra khoảng 0,5 cm. Xe dạt xuống 3 phân. Rồi ngang cổ là 9 phân.
ngang cổ này 9 phân, hạ cổ là 15 xăng, cổ tim, cổ tim thẳng luôn, mình lấy cổ tim thẳng luôn. Vai cắt xác, nách cũng cắt xác luôn. Rồi phần xương thì mình chưa một phần, rồi với cái lai này mình chừa lai lớn nha, 3 phần. Thì mình muốn chừa 2 phân thì cũng chừa cũng được. Rồi mình đã cắt xong được cái thân trước, rồi mình có cắt cái thân sau. Giải cũng xếp đôi, thân trước mình đặt lên thân sau. Rồi từ dây trước mình xuống một phân, rồi từ cái đường dưới một phân này mình sẽ chầm lên là 4 phân. Ngang cổ trước 9 phân, ngang cổ sau thì sẽ là 9 phân rưỡi. Hạ cổ 5 phân. Tùy nha, mình muốn hạ bao nhiêu cũng được, mà cơ bản là cả 4 phân. Còn mình muốn hạ rộng hơn thì cũng được. Rồi mình đo. Đo vai này 8 phân rưỡi thì mình lấy này cũng 8 phân rưỡi. Rồi một kẻ đường hạ nách song song với nách trước, đánh cong dòng nách. Cái lai áo thân sau lên một phân so với thân trước, còn bên đây thì mình dễ bằng. Rồi những đường lai rồi mình sang dấu là được cắt. Cổ cắt xác, trên vai cổ cắt xác nha, trên vai chừa một phân, vòng nách cũng cắt xác luôn. Rồi mình sang dấu bên.
phân rưỡi chia hai bên. Mình nối cái bên lại. Thân sau rồi. Rồi, mình sẽ cắt cái tay. Giải xếp đôi. Tay dài 15 phân. Nắp 12 phân, nắp tay, rồi cái tay này nó trên đầu dây nó có trên đầu dây nó có dúng, mình sẽ cộng dúng mà dúng ít ha, thì bằng hạ nắp thân trước hạ nắp là 16, mình sẽ cộng thêm 2 phân đó là 18. Mình vẽ tay dúng 21 chia ra bóng ba đoạn này ha, thì đoạn này là cỡ 1 phân, cái đoạn này là 3 phân, rồi bằng cái đánh trong nha, ba là 1, rồi cái tay của mình cổ tay mình chừa có cái lai tay khoảng 2 phân, cái cổ tay mình là 14, nó cái tay lại. Bên đường sườn tay mình chưa ra một thôi, mình cắt sang cái tay rồi. Nếu mà tay không có dúng á, thì mình sẽ giảm nắp thân trước để cho cái tay nó được đẹp, còn tay dúng thì thôi mình khỏi có cắt bớt. Rồi bắt đầu mình sẽ rã cổ nha. Đây là rã cổ tim 5 phân. Mình lấy một đường 5 phân song song. Cái đoạn này nó dạng là hình thôi, 6,5 rồi. Rồi mình lấy dạng hình thôi là 6, lấy sao cho nó cân xứng thì mình thôi, mình sẽ rã ra.
cái đoạn này là nó có dúng nên mình sẽ rã ra để mà cắt dễ dúng. Thì mình muốn dúng nhiều hay dúng ít mà mình đưa cái đoạn này nó ra bao xa. Đây mình dúng khoảng 6 phân rồi mình sẽ vẽ lại cái đoạn này. Cắt chừa đường mai 1 phân, 5 xăng nó cũng được. Rồi đường trên này mình cũng chừa 0,5. Rồi đường bên đây thì mình chừa 1 phân. Bên đây thì mình cắt sát. Mình dính lại cái đoạn này thì nó sẽ bằng với cái này, mình sẽ dính lại. Rồi cái đoạn hình thoi này mình sẽ cắt ra thành 2 miếng, rồi chừa đều 1 phân hết nha. Rồi cái áo coi như mình đã cắt xong.